Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam, bà Chung Young Sook cùng các thành viên của hội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cộng đồng khoảng 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam và khoảng 200.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc là cầu nối quan trọng trong hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước hoan nghênh hội người Hàn Quốc tại Việt Nam đang đóng góp tích cực vào việc tăng cường giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, tình hữu nghị giữa hai dân tộc và hai quốc gia hội đã góp phần phổ biến khuyến khích cộng đồng người hàn quốc tại việt nam hiểu biết hội nhập về văn hóa và tôn trọng tuân thủ pháp luật việt nam đây là những điều kiện giúp cộng đồng người hàn quốc yên tâm sinh sống và làm ăn lâu dài tại việt nam chủ tịch nước cho rằng các hoạt động phong phú về giao lưu văn hóa do hội tổ chức đã đóng góp vào việc tăng cường sự tin cậy về chính trị mở rộng hợp tác về thương mại và đầu tư qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và hàn quốc phát triển sâu rộng Chủ tịch Hội Người Hàn Quốc tại Việt Nam Trang Yon Suk cho biết, mặc dù trải qua hai năm khó khăn vì dịch bệnh, tuy nhiên ngay sau khi đường bay giữa hai nước được mở lại, đã có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn sang Việt Nam đầu tư kinh doanh. Về hoạt động của hội, nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hội dự kiến tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân giữa hai nước, đặc biệt là giao lưu giữa hai cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Thưa quý vị, hôm nay 27 tháng 5 kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 tiếp tục ngày làm việc thứ 5 tại hội trường. Các đại biểu nghe các báo cáo về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đại biểu cũng nghe báo cáo về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Thảo luận về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, nhiều đại biểu quốc hội bày tỏ ủng hộ phương án mở rộng đối tượng được trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Phương án này sẽ góp phần tạo động lực lớn cho sự sáng tạo, cống hiến của giới văn nghệ sĩ, phù hợp với tinh thần của hội nghị văn hóa toàn quốc vừa được tổ chức rất thành công và đầy ý nghĩa vừa qua. Trước đó trình bày tờ trình về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự thảo luật có những điểm mới như quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ công chức, viên chức người lao động trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó bổ sung quy định về ủy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Buổi chiều thẩm tra về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, Ủy ban xã hội của Quốc hội cho rằng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người có hành vi bạo lực gia đình hiệu quả chưa cao trong một số trường hợp có tác động ngược. Thực tiễn này đòi hỏi có những biện pháp phù hợp, có tính dân đe, giáo dục. Do vậy đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung vào dự thảo luật biện pháp thực hiện hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Tiếp đó thảo luận tại hội trường về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung như chính sách phát triển, quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, các loại hình bảo hiểm, bảo hiểm bắt buộc, nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm, điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm, quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, bảo hiểm vi mô, các hành vi bị nghiêm cấm. Chiều nay cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Nhiều đại biểu đề nghị dự thảo luận cần bảo đảm bình đẳng hơn cho các bên trong hợp đồng bảo hiểm cho ý kiến về quy định trường hợp có điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh đề nghị cần cân nhắc tính khả thi của quy định này. Đại biểu cho rằng trên thực tế, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đều khó có thể ngồi cùng nhau để đi từng điểm loại trừ trong điều khoản loại trừ. Do đó cần giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ, trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm. Hiện nay dự thảo luật quy định bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai đầy đủ chính xác mọi thông tin còn liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, như vậy quy định cung cấp thông tin hay giải thích trên cơ sở yêu cầu của bên còn lại trong hợp đồng sẽ đảm bảo bình đẳng hơn cho các bên, đảm bảo tính khả thi trong thực tế của quy định nhiều đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ thế nào là thông đồng gian dối thông tin của người mua bảo hiểm đây sẽ là cơ sở quan trọng để xác định trách nhiệm của người bán bên kinh doanh bảo hiểm và các cơ quan hữu quan trong hành vi gian dối thông tin của người mua bảo hiểm cần bổ sung thêm quy định về trách nhiệm hậu quả pháp lý cụ thể của mỗi bên đối với hành các hành vi gian dối cung cấp thông tin sai sự thật của bên mua bảo hiểm nhưng có sự thông đồng giúp sức của bên bán bảo hiểm nên có sự tính toán tăng chế tài đối với bên kinh doanh bảo hiểm đối với hành vi tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm đây là việc làm cần thiết khi mà trong những năm gần đây hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm diễn ra ngày càng tinh vi và có xu hướng gia tăng về số lượng cũng tại buổi thảo luận hôm nay nhiều ý kiến đề nghị làm rõ mục tiêu của việc xây dựng cơ sở dữ liệu cân nhắc kỹ lưỡng mục tiêu phục vụ kinh doanh bảo hiểm để bảo đảm sự an toàn thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm đồng thời cần làm rõ thẩm quyền truy cập cơ sở dữ liệu bảo đảm thống nhất với quy định trong bộ luật dân sự bổ sung nguyên tắc các thông tin của người mua bảo hiểm phải không mang tính định danh cá nhân Cũng trong chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Patrick Gensinger, Giám đốc điều hành tập đoàn Intel. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những kết quả hoạt động của Intel trên thế giới và tại Việt Nam trong thời gian qua. Cảm ơn Intel tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, kinh tế xanh, xã hội số, công dân số của Việt Nam, phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam và phù hợp với quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Thủ tướng đề nghị Intel tiếp tục đầu tư vào việt nam không chỉ mở rộng sản xuất mà đầu tư theo chiều sâu đóng góp vào phát triển hạ tầng kinh tế số với nguồn nhân lực chất lượng cao của việt nam hỗ trợ việt nam trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp tăng năng suất lao động xây dựng trung tâm nghiên cứu cơ bản để phát triển lâu dài tại việt nam giúp việt nam đa dạng hóa chuỗi cung ứng trên tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp giám đốc điều hành tập đoàn Intel cho biết trong quá trình đầu tư tại việt nam Intel nhận thấy Việt Nam có lực lượng lao động cần cù, đổi mới sáng tạo, có sự hỗ trợ, tạo điều kiện mạnh mẽ từ phía chính phủ. Do đó, Intel quyết định sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam với quy mô lớn gấp nhiều lần hiện nay. Giám đốc điều hành tập đoàn Intel đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư với nền kinh tế năng động, thị trường đầy tiềm năng và nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực Intel có thế mạnh như chế tạo, nghiên cứu phát triển để kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Và chiều ngày 27 tháng 5, Tổ công tác số 5 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư làm tổ trưởng đã làm việc với các bộ ngành và 5 địa phương, bao gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương, Bắc Ninh và Hà Nam. Tính đến hết tháng 4, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của 5 địa phương còn rất thấp, chỉ đạt 15,12%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước là 16,36% bên cạnh nguyên nhân khách quan như giá nguyên vật liệu tăng cao năm đầu tiên giải ngân vốn đầu tư trung hạn nên mất nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục cho dự án mới giải phóng mặt bằng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nhận định nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu trước hết là do cái tinh thần trách nhiệm chủ đầu tư của các cấp chưa thật là quan tâm chưa tập trung chưa quyết liệt chưa sâu sắc trong cùng một điều kiện trong cùng một thể chế như nhau nhưng lại có những địa phương giải ngân rất tốt. Điểm khác biệt của năm nay là một số vướng mắc tồn tại đã được khắc phục, các địa phương không còn phản ánh về bất cập của luật đầu tư công, trung ương không còn chậm giao vốn. Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đoạn qua địa bàn với tỷ lệ là 50% hội đồng nhân dân thành phố cần thơ thống nhất đề xuất vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Ờ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án thành phần 2 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 là hơn 1.000 tỷ đồng được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách địa phương thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa phân bổ chi tiết trong đó dự kiến bố trí hàng năm là năm 2022 bố trí 200 tỷ đồng năm 2023 bố trí 861,5 tỷ đồng